Lại một ngày mới bắt đầu, TråN TV xin mến chào quý vị anh chị và các bạn. Để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay, chia sẻ với các bạn hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Và sáng hôm nay là 17 tháng 3 âm lịch. Cuộc hành trình của TråN TV vận chuyển tổng quan 803B hàng cực đẹp giao về cho các vị khách cũ có mới có ở khu vực Kon Tum. Thì hiện tại bây giờ quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ TråN TV đặt bò bên mình rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì con giống nó đang khan hiếm và giá bò thịt thì không lên, nên là mình mua thì vẫn theo giá của thị trường. Nhưng mà số lượng thì không được nhiều, vì là một mình vừa đi mua vừa đi giao. Nên là bà con yêu thương và ủng hộ mình thì có gì chờ mình thời gian để mình siêu tầm bò đẹp gửi cho quý cô chú anh chị nuôi phát triển kinh tế. Và bà con chăn nuôi đang có con giống có nhu cầu muốn bán mà đẹp chuẩn, ưu tiên bò chăn thả và mẹ nền lớn ở khu vực núi thì liên hệ trực tiếp số điện thoại bên cái phải màn hình của mình để mình trực tiếp đến mua để có con giống cấp cho quý cô chú anh chị bà con theo dõi kênh ủng hộ. Chứ bây giờ thực sự ra là số lượng thì không được nhiều mà bà con đặt nhiều quá, nên là không có kịp. Mấy ngày vừa qua thì mình chạy hết sức luôn, nhưng mà vẫn không đủ xe để sáng hôm nay đi giao. Đó, sáng hôm nay thì cuộc hành trình giao 8 con này như thế nào và toàn bộ video này ra sao thì mời quý cô chú anh chị cùng quý bà con đăng ký kênh để theo dõi toàn bộ cuộc hành trình này, đồng thời like và chia sẻ video của mình đến người thân bạn bè được biết đến TråN TV nhiều hơn để theo dõi giá cả bò hàng ngày mình mua bán và chọn chốt cho mình những cái con bò chất lượng về nuôi phát triển kinh tế gia đình nhé. Ngày mới bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình này cũng là cuối ngày, đến chúc quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, công việc chăn nuôi của mình thì luôn được thuận lợi. Và đón xem hết video cùng với mình nhé. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Ở nhà đầu tiên em tôi mua dao ảnh trước chứ vét vô luôn rồi anh. Được trước kia. Dạ ảnh á. Dạ bò đẹp mới chữa chứ bò đâu phải đi bán dạo được đâu, chờ đến giờ nó tiêu ạ. Đi. Ông đi đâu không? Ôi trời. Thì nó làm cái gạo mua không kêu lên để mua. Táo đậu quay. Ôi, còn đây út nút hả? Không biết ông có coi mà do ông đi làm biết không? Dạ. Giờ tiền sẵn chi lên khoảng luôn. Bò giờ nó căng quá. Thì lên xuống này đó. Dạ tranh thủ đi xuống cho mát, còn này nuôi sau này ra bò riêng luôn á. Giác anh ơi, giác phụ, giác kia. Dạ bò chị hả? Dạ, vừa giao cho anh trước rồi chạy lên chị. Giờ hai mới nó khác với mười mới. Kiếm mà nó không có con nào. Ở này hai con em quay em gửi chị đó. Con cao anh lấy, còn con đây nó thiệt hơn rồi giao cho anh nè. Hôm qua chị nói không mà có lấy chị đâu. Dạ. Đi. Nó tự gặp nhau không bữa đi. Thù lù. Đi, đi. 19 rưỡi thôi nhìn nghĩ đã không? Rồi mang tiếng bà bê như vậy. Nuôi nhương bò lai. Đầu nuôi con bò bê hai chu rồi nó to. Dạ. Từ thấy tết nó chậm quá để từ. Này khăn lắm anh ơi, còn giống khăn. Tới nhà thứ hai, cách nhà thứ nhất 200 m. Anh đâu? Anh phơi lúa. Anh phơi lúa anh vậy. Dạ chị em mình vét em. Xuống. Nó có mũi rồi nên vét nó cũng dễ. Đi xuống. Bước xuống. Đi xuống. Đi. Rồi đi chị đi trước ấy, Rộp. Rồi, ném luôn, em lừa đi. Đi, chút nữa con kia vét sao, con kia hơn nạn voi, con kia do là hầu giờ chưa cục voi. Rồi mà có hàng cỡ đó nuôi y bày. Mông đùi vuông. lỡ bò hiền dạng. Đi 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 vô em ăn canh. Hai con lớn bán lau lét ra và con nhỏ còn nuôi em. Đi lại thôi. Đi đi đi. Con nhỏ mày đấy. Đấy yeah. Mới sửa chưa, mới sửa từ đây đấy. Sửa sơ sơ. Ông mới sửa sơ sơ mà. Yeah. Bữa nó đắng sập hết. Đó nên là chị nói là nó ăn tạo là nó lên nó nói nó sâu mùi chứ như cái con đó giờ nó phá ghê lắm. Dạ hàng cửa đây rồi nó phá. Ừ. Nhưng mà hàng nhỏ mình sâu mũi nó là nó đeo mũi nó làm biếng ăn là con bò nó sút, con nghé nó sút. Dạ. Dạ. Rồi hàng lớn bắt đầu nó phá rồi thì mình đâm mũi nó chứ còn nó nhỏ là đâm mũi là nó biếng ăn lắm. À. Về nó chui vào bát con bò gì nó không ăn đâu giờ nữa. Nên là không dám đâm như gì đâu. Nó thấy con kìa. À. Bò rôm đó, ra dắt con nữa vô. Xuống 19. Ui, đây hả? Dạ. Rồi. Tém. Còn thấy con kia cũng sướng, thấy to hơn con đây nha. Sao to hơn được? Con kia rẻ hơn 500.000 mà sao to hơn con đây được? Con kia 19 hả? Dạ. Con đây cũng 19 hả? Con đây 19 rưỡi. Cái con của ông trưởng nó to đó. Đấy là con của ông trưởng 19 rưỡi chứ mà con kia nó lùn hơn. Bữa qua gỡ cặp mà. Rồi em tuấn bộ chị hỏi con lên xe, con lên xe là con kia nó nhìn nó đòi mình hơn. À con kia nó đòi mình hơn nhưng mà nó thấp hơn. Thì anh nói lấy con cao cho anh mà. Con này con vừa đi. Mà có bắn không ta? Đứng đây, chờ rồi đứng đây. Đứng đây hả? Dạ. Cột ghép ra nè, ngay giờ dàm ngay phía nó luôn, cột ngay trù qua nè. Chiều cao nó cũng xem nhau á, được một cái là nó nhỏ tháng hơn nên là cái bờ ngang nó chưa có gì như vậy chứ chiều cao hai con nó xem nhau á. Còn nó cao dài hơn, còn con nãy của anh con kia nó nút người hơn. Nó ống nút người hơn nhưng mà nó thấp vào hơn. Con cuốn sữa ơi. Dạ. À, hai con là bằng giá em tuấn bộ chị nói con anh xe, con xe còn lại đó con nói 19 triệu á còn nghe thấp hơn mà. Ừ, thấy đẹp hơn. Sao điện thoại mình thấy nó cao hả? Dạ cái con đấy đẹp hơn con đây. Cái con đây là nó cao dài hơn, sau này nuôi nó đổ sát hơn. Con kia là phơ thiệt chứ mà cái xác nó thì sau này nó không to bằng con đây được. Nó buộc đỡ đó đi đã rồi bỏ rơm. Dạ buộc đỡ đó rồi bỏ rơm nha này. Giờ em giao trên ngay chỗ bến xe rồi con còn vô đi chơi xa thôi. Dạ xa thôi khách cũ. Anh thế bữa trớn mua con kẹp. Ôi dòng dẹp đi à bà, không sao chịu hô đâu. Dạ. Xấu quá không phải. Xấu quá vậy. Con đôi mông đuôi đồ nét mà nó cao nó dài. Dạ. Còn mấy ông dài một bò đây mà như nhà tém rửa, đứng chuồng tém rửa là đen mung rồi cho nó không hay còn cái mèo lông bét bét trên mình đi nắng á. Giờ mông nó vuông gì thế, mông nó vuông nét. Rồi. Một con giết bụi. Cắn cái gốc hay sao? Cắn gốc cơ cái bụp. Cắn bên đời nữa nè. Cái khúc mỏ mà mơ khúc hả? Dạ. Hầu giờ nó chưa chịu voi. Chưa chịu voi. Đứng. Cái ngửi khó khúc lắm nha. Dạ. Đi. Xuống. Xuống. Đâu. 15 triệu 500 cao dài nhìn thấy đã không? Chân trụ to. Bỏ buông là mấy. Dạ thì cây sữa xem đấy. Hàng đúng 1 mét. Cứ tả chiều cao là chuẩn xác vậy rồi. Hầu giờ không có nuôi bà bê nhiều lúc rồi. So với con bò lai 15 triệu với con ba bê 15 triệu cái ngã. Con bò lai 15 triệu giờ đứng dần dàng. Dạ. Cao bằng cái thùng đấy. 15 triệu giờ con bò lai là. Con bò lai to lắm. Dạ, lỗ rồi ạ. Dạ có răng rồi ạ. Đó không phải là bơ nữa. Dạ. Con sóc to lắm. Đi đi. Nãy giờ nó không có nuôi nữa, nuôi bơ không. Đi 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 đi. 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 Ăn uống xuống lắm, không bún liếm nữa đó. Dạ. Ở đây với nhau nó bằng nghĩa tao với tao cũng giống nhau. Dạ. Đi. Vô về đêm hôm giờ ngày qua vô ổng uống ma rồi không nói vậy vậy trả cột phí để đem cộng lại được cho nó đi nhọ bình tiền của con nghĩ nhà kìa. Em con nhó lâu lách rồi chứ em liều số này cũng lâu lách rồi chứ là con này đúng không? Dạ. Giờ là ghép con nhỏ vậy tới giờ mua con 19-20 triệu là nó to quá nó kiểu như nó điều con này chắc nằm tầm 6 tháng rồi. Nó cỡ đấy dạ. Cỡ như con kia con này đĩa không tháng 10 này. Dạ nhưng mà nó lại không dậu mẹ nó hơn nhỏ cái nó không có dậu cái bắt đầu nó lú sừng lú sừng nhìn nó còn đứng với mẹ nữa nó có thịt chứ nếu mà cai sữa hậu con này chưa cai sữa nó cũng ư giải anh nó múp rập giải á. Còn lưng luôn cũng bàn thể dạ. Người ta cai sữa bắt đầu nó rút lại nó rồi nha. Con đây chân trụ nó nhỏ dạ. Con ơi anh nhìn thấy chân trụ không dậu dày con đây tay to dạ. Mẹ nó con đây mẹ man nó có lúc sơ sừng cho nó dẹp ba bê là nó phải có sừng hết mẹ man này dạ. Từng nó có sừng dạ. Nó ít sừng nó cũng lên cục nhưng mà nó không có sừng dài ra ít sừng con này phát lạc đẹp. Ok ghép với con nó nữa làm cặp đúng bài ghép đấy cặp lớn cặp nhỏ đây chứ cặp kia nó lớn cái đói cái cặp đói đưa ra ở đây giờ nó vô cho tới tháng 5 tháng 6 là nó to lên dạ giao ở đâu nữa sao lên muộn vậy dạ em giao ở dưới Hòa Bình hả nhà này đi 8 con rồi chứ bỏ dưới 4 con rồi còn 4 con lên anh đời 4 con rồi con mẹ man đầu trụi đây xuống đó đi 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 số số cao đi số 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 nhanh nhanh để muốn đỏ tay đây vô đi vô đi bước đi vô vô có bạn lôi nhảy ra nó nhảy vô vậy lòi gì trời hết rồi đó kẹp đai ba lên dạ ngày qua gõ hết cho ảnh rồi chứ anh cho anh chọn mà này con đây con 17 con 18 lần thứ hai mua bò không cần xem mà lần đầu không cần xem cần gì phải lần hai đúng không rồi xuống hôm nay trước đi đi xuống đi xuống 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 bà con anh em rồi tham khảo cách nhau 20 ngày kẹp lại đây xuống đây xuống 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 tròn không quan trọng đi ăn hết đây tròn méo không quan trọng chân cánh với lại ăn uống này hai con nó như nhau hết vậy á nó bằng nhau vậy á đi vô hai con là nó như nhau vậy rồi. Tôi mua con kia chục triệu để kết thì tiền. Bao nhiêu? 10 triệu ấy. Được không? Hay ăn lắm. Được không? Hay ăn là được rồi. 10 triệu thôi. À. Đứa bò về hay ăn được rồi. Ok được. Nó có thứ gì mà về nó táp uống liền. cứ hay ăn là nhanh béo không? Bỏ đây Tết thịt đằng nào cũng chăm cho nên đằng nào nhà quá. Dạ. Vứt vào đấy rồi 10 triệu là cái điếu thật nữa. Mua từ Tết ra hai con nữa chứ chẳng qua có chú hết. Tao đợi em lâu quá. Dạ đúng rồi, em thì giờ thật sự ra không có bò. Mày quay cái giờ của mày cũng khổ khổ. Thật sự ra là không có bò để mà giao. Nó đòi 10 triệu đấy hả? Ừ. Dạ nhóm 10 triệu. 10 triệu. Dạ thế chả có ấy. 10 triệu ra 10 triệu. Đấy. Cột dây dài thế. Kệ nó. Nó quen. Về nhà ông Đức đấy 10 triệu để Tết thì tất cả. Con 10 triệu đấy đẹp vậy. Ừ, nhưng con 10 triệu kia bóng mướt mà. Ừ, cho mình ăn tốt. Còn đây cái là mới cũ nữa đấy. Chốc rửa. Rồi con lọ thế chú tính là chú bán cái cặp kia cho con bé kia 37 triệu 500 này rẻ. Ừ. To quá chứ nhỉ, cái cặp của chú. Dạ. Nhanh quá nuôi mướt. Nhanh, cặp đó thì nó nhanh lên. Còn ngắn thôi. Mới bảo một cái cho nó mất dây. Nó quấn dây. Nó quấn dây. Không có này nó cũng do thấy mấy con kia khóc ấy. Cái mẹ chạy vòng quanh. Không, cứ cột ngắn ngắn lại bố ăn thì nữa đi. Riêng bố nhà em mà bố thả dây cho em thôi. Chị mẹ nó về con. Lọt. Giờ giá như anh đi làm đâu anh chị gì ạ? Ngắn ngắn này bố ăn được ăn đây nó không. À nhậu. Không có Thanh Hóa đâu mà. À. Anh em muốn nhậu. Đi nó về. Cứ vậy nào loại nó cứ hay ăn rồi giống nhanh nữa. Đúng rồi, cứ hay. Đó, cặp này chân tay ok hơn cặp trước. Dạ, cặp này đều. Con nhỏ. Đợt trước con to con bé đó. Đợt này hai con nó như nhau. Chân trụ cấp mình nó dài nó như nhau hết. Không, chân tay. Mà cặp này nó ăn sát thủ để anh cho ăn rồi anh thấy. Mà có mua online cho em tụt. Ôi tao đừng có bò lai đừng có râu quen. Kia đấy có cả cái này là chú ở Gia Lai à? Dạ. Ở Gia Lai. Tôn. Dạ. Người hay quay đi TV nhé. Cà phê con này vừa luôn đấy. Con đâu phải ba B. B. B này là kén. B. B luôn. B ra luôn. Con B kia là cái à? Cặp này nó chở em 50. Cho xe ngoài ra ngoài cho người ta đi kìa. Dạ. Thôi để chị xe ra cái hả? Mình cản rỡ giao thông mà còn làm tàn nữa.